Ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tiến hành bắt quả tang và tạm giữ hình sự hai đối tượng, Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, cư trú khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, và Trang Kiến Cường, 46 tuổi, cư trú khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng 3 kg, nghi vấn vàng 4 con 9 nhập lậu từ Campuchia, gần 170.000 USD và 700 triệu đồng tiền mặt. Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng hai địa điểm khác nhau có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kính Cường. Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ tang vật có liên quan. Ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân, 31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Nguyễn Minh Quân sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị HN, 22 tuổi và con riêng của chị N là bé GB, sinh ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình. Khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2021, Quân bắt được một con rắn khi về đến nhà. Quân kêu chị N lấy đồ đựng, lúc này bé GB bật khóc nên chị N quay lại dỗ nhưng bé vẫn khóc lớn. Tức giận, Quân đạp vào đầu và chân đứa bé. Thấy bé bất tỉnh, Quân cùng chị N đưa bé đi cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2021, bé GB tử vong tại bệnh viện. Kết quả khám nghiệm, bé GB bị chấn thương sọ não. Ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với hai bị can nguyên là cán bộ Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Giang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Hai bị can là Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1975, nguyên trưởng phòng tổng hợp Ban Nội chính tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1987, nguyên là kế toán Ban Nội chính tỉnh ủy. Theo kết quả điều tra ban đầu được biết, từ năm 2015 đến năm 2019, với nhiệm vụ được giao, các đối tượng đã lập khống chứng từ để thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tài, 32 tuổi, ngụ xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong lúc ở ngoài khơi đánh bắt cá, thì giữa Trần Văn Tài và ông Nguyễn Văn Đời, 40 tuổi là cậu ruột của Tài, xảy ra mâu thuẫn. Trần Văn Tài dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng dưới phía bên phải của ông Đời gây chảy máu và tử vong trước khi được vào đến đảo cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã trưng cầu giám định pháp y tử thi nạn nhân, qua đó xác định ông Nguyễn Văn Đời tử vong vì nhiễm trùng nhiễm độc do vết thương thấu bụng, thủng bụng.